Thì cho phép Duy Mạnh xin được gửi tới toàn thể huấn trường một lời chào, một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất ạ. Vâng ạ, xin mời cô giáo chủ nhiệm của ta vừa lên ạ. Xin mời bạn Hải chúng ta giữa một quà của chi đoàn thanh niên để tặng cho hai đồng chí. Vâng ạ, nhân tâm ngày hôm nay là ngày vui của hai đồng chí Đức Thái và Đức Ngọc, thì chi đoàn thanh niên cũng có một món quà nhỏ nhỏ gửi tới hai đồng chí và chúc cho hai đồng chí trăm năm hạnh phúc. Và món quà này rất là đặc biệt và hy vọng là hai đồng chí của ta sẽ vui vẻ đón nhận món quà của chi đoàn thanh niên. Xin mời bạn Hải sẽ trao cho đồng chí Thái, và món quà này sẽ do chính tay cô giáo và chủ rể của ta bốc từng món quà một để dơ lên cho toàn thể hội trường của ta xem thấy là có những cái gì ở trong đấy, đúng không ạ? Và sau đây tất cả hội trường của ta dành một tràng vỗ tay thật lớn, đúng không ạ? Vâng, tôi khuyến cáo cho đồng chí Thái là đối với một món quà thì đồng chí hãy đọc tên nó lên để cho cái quan khách gần xa người ta có thể nhìn thấy rõ và nghe đó là cái gì, đúng không ạ? Alo. Rồi xuống đây đồng chí. Đó là gì đấy ạ? Vâng, đây là một hộp sữa chua. Đấy, vừa uống vừa ngon, vừa yêu vừa thiếu ạ. Vâng, một quà thêm hai. Kem đánh răng S. Vâng ạ, đây là một hộp kem đánh răng và sẽ dùng cho hai đồng chí chúng ta sẽ đánh răng mỗi ngày để có một hơi thở thơm tho hơn nữa. Vâng, một quà tiếp theo. Bột giặt A3. Vâng, một bột giặt A3. Và mỗi lần khi người chồng đi làm về quần áo thì rất bẩn, thế nên là người vợ sẽ là người giặt rú và phơi áo cho chồng, đúng không ạ? Vâng, xin mời quà thứ tư. Một chai slide rau rửa chén. Vâng, một chai slide. Và sau mỗi bữa ăn ạ, hai vợ chồng sẽ cùng nhau vào bếp để rửa bát, đúng không ạ? Rất tình cảm hơn đấy. Một chai nước mắm Chinsu. Vâng, năm ngư, năm ngư. Chinsu năm ngư. Một chai nước mắm Chinsu năm ngư ạ. Đây là một chai tương ớt Chinsu. Vâng ạ, một chai tương ớt Chinsu. Hy vọng cô dâu của chú rể chúng ta sẽ là những bữa ăn cơm thật là ngon với chai tương ớt này ạ. Mì chính Ajinomoto. Vâng ạ, đây là một gói bột ngọt và hy vọng là bột ngọt này sẽ làm vũ đắp thêm tình cảm của hai người được ngon ngọt hơn. Bột canh hương vị tôm. Vâng ạ, bột canh mì tôm các bạn. Có rất nhiều món quà đang chờ đợi và những món quà hơn phía sau còn hấp dẫn hơn nữa. Một giây rồi rồi, buổi xin xin. Đúng rồi, một giờ cột xin xin. Đấy, em tắm thì anh thương, mà anh thương thì em yêu nhiều hơn nữa rồi ạ. Cái này chắc hôm nay chắc là xúc xích, thịt heo. Vâng ạ, đây là một gói xúc xích. Và hy vọng rằng khi mà vắng người chồng thì cô dâu có thể tận hưởng một mình cũng được ạ. Đây là sữa đàn ông, sữa đàn ông thỏ. Vâng ạ, một hộp sữa ông thỏ. Và các cô chị em phụ nữ chúng ta rất thích hộp sữa này, đúng không ạ? Và một số bông tắm Exeter. Exeter đúng không ạ? Vâng, và đây là món quà đặc biệt của chúng tôi từ tặng đến hai vợ chồng ạ. Và một cặp quần lót. Vâng, đây là một bộ quần áo đúng không ạ? Cho người chồng và cô dâu, đúng không ạ? Vâng, hy vọng rằng và chúc cho hai đồng chí của ta sẽ luôn là chung thủy mãi bên nhau, một vợ một chồng từ giờ cho đến bà con vệ sinh phụ nữ.
đồng chí có bao giờ đi mua cho vợ chưa nhỉ? Có chứ. Có dạ vâng, cái này là món đồ rất là thân quen đúng không ạ? Vâng, đó là những món quà của trung đoàn thanh niên gửi tặng đến cô dâu và chú rể trong ngày cưới hôm nay ạ. Vâng, chẳng biết nói gì hơn, cảm ơn anh em tri đoàn Lăng Khê đã có món quà rất là ý nghĩa. Vâng ạ. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Và sau đây là một món quà ý nghĩa hơn nữa thì tôi xin mời đồng chí Hào ạ, chúng ta hãy cầm vài chén rượu lên đây để chúc mừng cho hai vợ chồng chúng ta ngày hôm nay ạ. Đó là món quà cũng như lời chúc của tri đoàn thanh niên đến hai vợ chồng. Chúc cho hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long và sớm sinh được quý tử để cho ông bà được vui hơn nữa vâng ạ. Vâng, những món quà của tri đoàn rất là thiết thực đúng không ạ? Những món quà rất là sử dụng được. Em đi trước rồi nên anh cũng không có bỡ ngỡ nữa. Vâng, xin được cảm ơn những món quà rất là ý nghĩa ngày hôm nay của tri đoàn Lam Khê. Và bây giờ sẽ là một chén rượu để chúc mừng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng giơ thật to và chúc mừng được không ạ? Vâng ạ, bây giờ sẽ là tiết mục rót rượu. Chúng ta sẽ cùng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho hai đồng chí cũng như là chúc mừng cho tri đoàn Lam Khê. Rất là tuyệt vời và ý nghĩa. Tôi sẽ đếm từ 1 tới 3 thì các bạn sẽ giơ thật to. 1 cô giáo và chú rể cảm ơn tri đoàn Lam Khê rất nhiều. Và bây giờ xin mời cô giáo chú rể sẽ cùng ôm món quà của mình trở về với tất cả các vị khách quý để chia sẻ niềm vui với toàn thể quý vị. Và